Nếu như bạn là một nhà thiết kế của tự nhiên á, bạn được giao cho nhiệm vụ là thiết kế ra lá cây. Nghe có vẻ kỳ lạ, bạn sẽ thiết kế từ hình dạng, chức năng và màu sắc của chúng. Sau rất nhiều triệu năm nghiên cứu và thử nghiệm, bạn vẫn sẽ chọn màu xanh lục làm màu chủ đạo cho lá cây. Bởi vì nó đảm bảo được sự hài hòa và cân bằng được rất nhiều yếu tố và các khía cạnh khác nhau của tự nhiên. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao tự nhiên lại chọn màu xanh lục mà không phải là màu khác? Trong video này chúng ta sẽ thấy rằng lựa chọn màu xanh lục là một lựa chọn cực kỳ thông minh của tự nhiên. Tại sao chúng không chọn màu đỏ, màu xanh lam, màu vàng làm màu chủ đạo cho thực vật mà lại là màu xanh lục? Và tại sao nhất định là màu xanh lục? Nếu như đây là lần đầu tiên bạn ghé thư viện nhỏ thì đừng quên cho tụi mình một lượt thích và đăng ký kênh nha. Cùng chia sẻ video để lan tỏa những nội dung như thế này giúp mình nha. Cảm ơn các bạn. Trước tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu một câu hỏi khởi đầu trước. Màu xanh lục của thực vật từ đâu mà có? Tất cả là bởi vì một thứ bên trong tế bào thực vật, đó là chất diệp lục. Thì bản thân cái chất diệp lục có tên như vậy là do màu xanh lục của chúng. Chất diệp lục là sắc tố màu xanh lá cây được tìm thấy trong tế bào của thực vật, tảo và thậm chí là một số vi khuẩn. Nó là trung tâm của quá trình quang hợp. Đây là một quá trình cho phép thực vật thu được ánh sáng mặt trời và chuyển đổi nó thành năng lượng chúng cần để phát triển. Và nếu bạn thích thú với hiện tượng quang hợp này thì chúng mình sẽ giải thích chi tiết hơn trong video sau. Vi khuẩn lam được biết là vi khuẩn đầu tiên được trang bị sắc tố này. Chúng bắt đầu quang hợp và tạo ra nhiều oxy hơn cho trái đất. Thậm chí là người ta còn cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của loại vi khuẩn này đã làm thay đổi cả bầu khí quyển và định hình sự sống của các sinh vật trên trái đất. Từ đó sự sống mới học được cách sử dụng oxy như một phương thức để chế tạo năng lượng hiệu quả hơn. Bạn có thể tìm thêm video việc tại sao các sự sống trên trái đất lại phụ thuộc vào oxy và tại sao lại là oxy trong video mình để dưới phần mô tả nha. Chúng ta biết là các loài sinh vật sống trên trái đất luôn phải đối mặt với hàng đống các áp lực tiến hóa khác nhau. Những áp lực tiến hóa này đã nhào nặn chúng thành những hình dạng phù hợp nhất với tự nhiên. Vậy thì áp lực nào đã nhào nặn chất diệp lục thành màu xanh lục? Khi mà mặt trời chiếu ánh sáng xuống trái đất, thì phần ánh sáng mà chúng ta thấy được nằm trong quang phổ ánh sáng khả kiến, tức là nó nằm trong khoảng 400 đến 700 nanomet. Trong quang phổ ánh sáng này, thì cái hứa ánh sáng màu xanh lục sẽ có bước sóng từ 500 cho tới 550 nanomet, tức là nằm khoảng giữa ở dãy quang phổ nhìn thấy, nơi mà mặt trời phát ra nhiều năng lượng nhất. Điều này gây ra là do nhiệt độ bề mặt của mặt trời là khoảng 5.500 độ C. Vì theo định lực bức xạ Planck, các vật thể phát ra ánh sáng mạnh nhất ở bước sóng gần với ánh sáng màu xanh lục khi mà có nhiệt độ như vậy. Tóm lại thì ánh sáng màu xanh lục là thành phần mạnh nhất trong ánh sáng mà mặt trời phát ra. Tuy nhiên, tất cả các ánh sáng từ mặt trời đi qua khí quyển trái đất thì phần lớn ánh sáng cực tím sẽ bị tầng ozone hấp thụ, còn ánh sáng hồng ngoại có bước sóng dài hơn thì bị hấp thụ một phần bởi hơi nước và CO2 trong khí quyển. Chỉ một phần nhỏ ánh sáng hồng ngoại đến được trái đất, còn phần của ánh sáng màu xanh dương thì chúng sẽ bị tán xạ mạnh bởi các phân tử trong không khí. Điều này lý giải tại sao bầu trời chúng ta có màu xanh dương. Tóm lại thì ánh sáng màu xanh lục không bị hấp thụ mạnh mẽ bởi khí quyển và cũng không bị tán xạ nhiều như ánh sáng xanh dương hay tia cực tím, mà chúng lại còn được phát ra mạnh mẽ từ mặt trời nữa. Đây chính là lý do vì sao ánh sáng màu xanh lục chiếm ưu thế trong tất cả các dãy ánh sáng mặt trời tới được trái đất. Vậy thì điều này có liên quan gì tới chất diệp lục? Một lẽ dĩ nhiên vì ánh sáng xanh lục trong tự nhiên giàu có như vậy, nên các sắc tố này không thể có khả năng khai thác được nguồn năng lượng khổng lồ như thế này được. Nếu như chúng chọn màu xanh lục thì khi cường độ ánh sáng mạnh hơn, bản thân chúng sẽ gặp nhiều vấn đề trong việc xử lý năng lượng dư thừa. Liệu chúng ta sẽ thấy những cái cây bị béo phì hay không? Mức độ năng lượng tăng cao có thể dễ dàng làm cây cối bị cháy nắng do quá tải năng lượng và quá tải hệ thống quang hợp. Tế bào thực vật sẽ bị hiu rụi. Vì áp lực tiến hóa như vậy nên các sắc tố sẽ được nhào nặn theo hướng là phản xạ lại dãy ánh sáng màu xanh lục. Chúng chọn hấp thụ ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lam. Vì dù ánh sáng mặt trời có mạnh hơn hay yếu hơn trong năm, thì chúng vẫn luôn có những thế lực tự nhiên bảo vệ và kiểm soát nguồn năng lượng đó. Tóm lại thì khi thực vật sinh sôi và phát triển ở nhiều môi trường khác nhau, nơi mà ánh sáng mạnh yếu khác nhau, thì việc tự nhiên ưu tiên phát triển một công cụ chung cho phép các loại thực vật sống được trong môi trường ánh sáng đa dạng là điều dễ hiểu. Rõ ràng đây là một chiến lược thông minh hơn rất nhiều. Bản chất màu xanh lục đó là màu sắc chủ quan mà chúng ta thấy được,
chúng ta lại đặt tên cho sắc tố đó dựa trên màu sắc mà chúng ta thấy. Nhưng mà chất diệp lục không phải là một công cụ duy nhất mà thực vật sử dụng. Thực vật cũng có những hệ thống dự phòng của chúng để đảm bảo đa dạng sinh học nhất định. Lấy ví dụ như là chất carotenoid chẳng hạn, những sắc tố này hấp thụ ánh sáng ở các phần khác nhau của quang phổ và giúp thực vật xử lý ánh sáng mà chất diệp lục không thể sử dụng được. Mặc dù vậy thì carotenoid không thể thay thế hoàn toàn chất diệp lục vì chúng có hiệu suất chuyển hóa năng lượng không cao như chất diệp lục. Vì vậy, mặc dù carotenoid giúp cho cây cối hấp thụ được nhiều ánh sáng hơn từ các thành phần khác nhau của quang phổ, chúng chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi, chứ không phải là hệ thống chính cho quá trình quang hợp được. Trong tự nhiên, chúng ta có thể dễ dàng thấy một số loài thực vật có màu đỏ, màu tím hoặc là màu vàng. Thì như mình nói, những màu này thường là kết quả của anthocyanin hoặc là carotenoid. Tuy nhiên là ngay cả với những cái loài này cũng vẫn chứa chất diệp lục và vẫn hấp thụ ánh sáng theo cách của chất diệp lục. Màu sắc khác chỉ là một lớp bảo vệ hoặc là phụ trợ cho chúng mà thôi, giúp chúng thích nghi với các môi trường đặc biệt như là khi ánh sáng mạnh, nhiệt độ lạnh hoặc là bảo vệ khỏi động vật ăn lá. Những thực vật có màu đỏ hoặc màu tím không thay thế hoàn toàn chất diệp lục mà chỉ dùng các sắc tố khác để bổ sung hoặc là thích nghi với điều kiện môi trường cụ thể. Ví dụ lá đỏ của cây phong vào mùa thu là do sự sản xuất của anthocyanin, nhưng chúng chỉ tạm thời thay thế màu xanh lục khi mà cây chuẩn bị rụng lá, và diệp lục vẫn là sắc tố chính trong suốt mùa sinh trưởng của chúng. Tóm lại thì màu xanh lục của chất diệp lục là kết quả của sự kế thừa từ một loài vi khuẩn cổ xưa và đã được tiến hóa tối ưu qua hàng triệu năm, giúp thực vật hấp thụ năng lượng hiệu quả nhất từ ánh sáng mặt trời, đồng thời là bảo vệ chúng khỏi việc bị quá tải năng lượng. Vậy thì làm thế nào mà các loài thực vật ngày nay mang trên mình những đặc điểm của một loài vi khuẩn cổ xưa? Mà câu hỏi thú vị hơn nữa là tại sao những đặc điểm này lại không tồn tại ở các loài động vật bậc cao mà chỉ có ở thực vật? Trước khi bạn rời đi thì hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Và đừng quên thích, chia sẻ, đăng ký kênh Thư Viện Nhỏ để lan tỏa những nội dung như thế này nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.